Và cái mã sản phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái mã bộ nồi 3 món đến từ thương hiệu Mitsu nha các bác nhé. Vô cùng là dày dặn và sáng bóng luôn cho em. Được làm bằng ni lốc su 304 nguyên khối nhé. Đây các bác có thể nhìn bên trong giúp em như thế này để rõ hơn này. Nó là nguyên khối luôn cho em nhé. Đấy, ni lốc sáng bóng luôn, dày dặn. Với các loại ni lốc này thì vô cùng là an toàn cho người sử dụng nhé các bác nhé. Nó không bị han, không dị. Đấy, vô cùng là dày dặn và sáng bóng cho em luôn. Đấy, tay cầm thì là màu vàng nhé các bác nhé. Tay cầm màu vàng cách nhiệt này. Đấy, với cái vung của nó, thì cũng nổi bật lên. Đấy, nổi bật cái vung và tay cầm của nó là màu vàng, vô cùng đẹp luôn. Ở đây là kính cường lực nha các bác nhé. Nắp của nó là bằng kính cường lực và được bao vòng quanh bởi một lớp ni lốc vô cùng là dày dặn và chắc chắn như thế này cho em. Các bác nhận về thì có thể kiểm tra luôn cho em là cái ni lốc nó vô cùng là tuyệt vời. Em chưa thấy bộ nồi nào mà lại đẹp và dày dặn như cái bộ nồi này luôn đấy các bác ạ. Thế bây giờ em sẽ xin đo kích thước cho các bác nhé. Cái chiều ngang của con này sẽ là 23 và chiều ngang, chiều cao của nó sẽ là 14 cho em nhé các bác nhé. 14 cho em. Đấy, vô cùng là dày dặn cái nồi này. Thì các bác mua về thì có thể luộc cho em nhé. Và cái nồi thứ hai em muốn gửi tới các bác đó là cái nồi này. Nó dùng phù hợp để chúng ta nấu canh nhé. Nấu canh hoặc là rang thịt. Đấy, tùy vào mục đích các bác sử dụng thôi các bác. Vô cùng là đẹp luôn. Điểm nhấn của nó là ba cái tay cầm này. Nhìn đặt cái bộ nồi ở trong bếp này thì nó vô cùng là sang trọng luôn cho em nhé các bác nhé. Chiều ngang của nó thì là 20 và chiều cao của nó thì sẽ là 12 nha các bác nhé. 12. Đấy, nó vô cùng là sáng bóng và đẹp luôn các bác nhé. Các bác đặt hàng cứ nhận hàng và kiểm tra hàng thoải mái cho em luôn. Đấy, em vô cùng là tự tin với cái bộ nồi này. Đây, và tiếp theo là cái con nồi nhỏ này nhá, phù hợp để rang thịt này các bác này. Đấy, vô cùng là đẹp luôn, vung cũng dày dặn luôn, lỗ thoát khí. Đấy, sáng bóng vô cùng đẹp. Và em xin đo kích thước của con này. Kích thước của con này chiều ngang của nó là 18 nhá các bác nhá. Và chiều cao của nó thì là 10. Đấy. Với cái bộ nồi này thì nó bắt nhiệt rất là nhanh nha các bác nhá. Bắt nhiệt rất là nhanh cho em. Đấy. Và dày dặn thì chống khê rất là tốt. Thì các bác mua cái sản phẩm này cho em thì em xin gửi tới các bác với một cái mức giá vô cùng là ưu đãi, để cho các bác nào mà dịp Tết đông con nhiều cháu hay là cần sử dụng nhiều, hoặc là hộ gia đình nào 2-3 người cần, hoặc hộ gia đình các bác cần bổ sung thêm cái bộ nồi này. Đấy, để phù hợp với cái công năng nhà mình nấu nướng thì các bác lên đơn luôn cho em, đó là cái bộ nồi Mitsu 3 món nhé. Em xin gửi tới các bác với một mức giá đó là 450k. 450k cho em nhé các bác nhé. Các bác lên đơn luôn cho em ạ. Và cái sản phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái mã bếp từ đơn Sunhouse này các bác nhé. Đến từ thương hiệu Sunhouse rất là nổi tiếng rồi. Và cái mã sản phẩm này công suất của nó là 2200W các bác nhé. Có 8 chế độ này, có 8 chế độ nấu cho em. Đó là chiên rán này, súp này, lẩu này, lửa to, lửa nhỏ, đun nước hay là hấp hay là nấu súp cho các bác nhé. Và chế độ hẹn giờ nấu thì rất là tiện dụng, các bác có thể nhìn kỹ vào màn hình giúp em ạ. Đây, cái chế độ hẹn giờ này cho em. Khi các bác đang nấu mà các bác cần phải ra ngoài thì các bác hẹn ấn ở đây, nó sẽ điều chỉnh này, phút đây, em ấn vào nó sẽ lên 10 phút này, 5 phút này, đấy. Tùy các bác nhá. Ví dụ các bác đang nấu mà có công việc gì cần ra ngoài, các bác chỉ cần hẹn cho em 5-10 phút và làm cái việc khác cũng vẫn rất là ok cho em. Đấy, hoặc là các bác đang làm mà đang nấu mà dở tay việc gì đó, chúng ta cũng có thể hẹn giờ và đi làm công việc khác thì vô cùng là tuyệt vời. Đến cái giờ phút đấy nó sẽ tự động ngắt cho các bác nhá. Đấy. Và cái nhận diện vùng nấu thì vô cùng là tuyệt vời nhá. Khi các bác nấu là các bác phải đặt chuẩn vào cái vùng nhận diện vùng nấu này thì nó mới nấu cho em. Còn nếu không là nó sẽ không lên nha các bác nhá. Đấy. Và cái mắt kính và cái kính của cái sản phẩm này thì vô cùng là tuyệt vời, làm bằng kính cường lực siêu chịu lực cho em nha các bác nhá. Và cái mặt bếp này thì rất là ok, rất là phẳng như thế này. Đấy, rất là bóng như thế này thì rất dễ là lau chùi nha các bác nhá. Và khi các bác mua cái sản phẩm này, đây, các bác mua cái sản phẩm bếp từ đơn Sunhouse này thì bên em sẽ gửi tặng kèm các bác đó là một nồi lẩu nhé. Một nồi lẩu Sunhouse vô cùng là tuyệt vời. Hai quay tay cầm là cách nhiệt cho em 100% nhé. Chịu nhiệt, chịu nóng này. Cái nắp vung này thì được làm bằng nắp vung cường, bằng nắp vung cường lực luôn cho em nhé các bác nhé. Nắp vung cường lực trong suốt để trong quá trình các bác nấu, các bác có thể quan sát được cái đồ nấu bên trong của mình nó như thế nào. Đấy, có lỗ thoát khí hơi cho em này. Đấy, có lỗ thoát khí hơi cho em nhé. Và cái tay cầm cũng vậy, vô cùng là đẹp và tiện lợi luôn. Đấy, thì với cái nồi lẩu này các bác có thể sử dụng cho nhà mình khoảng 3-4 người cũng vẫn ok nha các bác nhé. Với cái thời tiết xe lạnh như thế này thì các bác quây quần bên gia đình, bên cái nồi lẩu này thì vô cùng là tuyệt vời cho em rồi nha các bác nhé. Thì các bác lên đơn cho em cái mã nồi lẩu đơn của đến từ thương hiệu Sunhouse này là 380k nha các bác nhé. 380k bên em sẽ bao ship ạ.
Sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác đó là cái khay đựng hoa quả nhé. Thì như các bác nhìn thấy này, nó được làm bằng nhựa cao cấp nhé, nhựa meca cao cấp rất là cứng, rắn, dày, dặn như này. Đây, sáng trắng. Thì trên sản phẩm này có 5 cái giá đỡ bằng hoa như này nhé, để chúng ta để sản phẩm vào bên trong thì vô cùng là đẹp rồi. Đấy, ở dưới cái khay này thì có những cái hoa lá tây. Đấy, có những cái tay cầm bằng hoa lá tây rất là mềm mại. Đấy, được mạ vàng rất là sang trọng và tinh tế nhé các bác nhé. Thì chúng ta có thể đựng này, tất cả sản phẩm hoa quả, bánh kẹo và đổi vị. Đấy, đấy. Tiếp sau đấy là cái đế của nó, các bác có thể nhìn thấy cái đế của nó này, rất là rộng, rất là sáng bóng và chắc chắn như thế này. Thì khi chúng ta đặt xuống, đấy, chúng ta để các sản phẩm mà chúng ta có thể xoay tròn được cái khay này ở trên bàn nhá, để lựa chọn các sản phẩm từ tất cả các góc, từ tất cả các phía là dễ lấy nhá. Và với cái sản phẩm này em xin báo giá cho các bác là 250k. 250k em bao ship cho các bác nhá. Đây. Đấy, các bác về đựng hoa quả và sản phẩm như thế này. Đây, em xin báo giá là 250k. Đấy, em bao ship. Phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác đó là sản phẩm đèn led nổi màu nhá. Đấy, nó sẽ đổi màu. Cái sản phẩm này thì là nhỏ nhưng mà có võ này. Đấy, nó sẽ là cảm ứng và nó sẽ đổi màu nhá. Khi các bác lắp vào phòng khách, cái phòng hát của mình thì nó như là một cái vũ trường vậy. Đấy, nhìn trông nó rất là sôi động luôn. Đấy, thêm các tiết mục hát của các bác nữa thì rất là miễn chê. Chúng ta thì sử dụng vô cùng là đơn giản nhá. Chúng ta chỉ việc cắm điện vào như thế này thôi là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Đây, em cho các bác nhìn này. Nó phản ở trên cái sản phẩm này. Đây. Chúng ta đấy, nó sẽ biến đổi theo âm nhạc nhé. Này, và chúng ta có một cái điều khiển từ xa này để điều chỉnh này, on up tắt này, điều chỉnh màu này, đấy, nút chạy này, đấy, chạy theo chế độ này. Và cái sản phẩm này em xin báo giá tới các bác là 100k các bác nhé. Đấy, chỉ 100k thôi. Chúng ta nên sắm 2-3 sản phẩm để lắp vào các vị trí khác nhau, để cho chúng ta một cái sau một cái ngày dài về để hát đi, giải trí thì thêm phần sôi động. Đấy, đẹp nhà nhé, cũng có thể trang trí nhà cửa luôn. Và cái sản phẩm tiếp theo muốn giới thiệu các bác đó là cái sản phẩm nồi cơm điện Cuckoo đến từ thương hiệu Hàn Quốc nhé. Này, rất là đẹp luôn, nhỏ gọn. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cho các bác. Đầu tiên đó là khi mở nồi ra thì các bác sẽ nhìn thấy những cái phụ kiện đi kèm đầy đủ như thế này, gồm có một ca múc nước này, hoặc lon gạo này, một dây điện và một cái môi để xới cơm như này nhá. Thì sau đó là đến cái nồi. Nồi cơm này là đang có dung tích là 1 lít các bác nhé, phù hợp 2 đến 3 người ăn. Đấy, các bác nhìn này, vành nồi này rất là dày dặn, sáng bóng luôn. Cái đáy nồi này nhá cũng rất là dày, dày lắm ạ. Xong là bên trong lòng của nó thì được tráng những tận 5 lớp men chống dính, để giúp mình khi mà nấu cơm thì ngon, cơm sẽ không bị dính nhá, không bị cháy xém. Đấy. Còn với cái sản phẩm nồi này, này các bác nhìn kỹ cho em nhé. Cái đĩa điện của nó rất là to, to gần hết cái lòng nồi luôn. Để làm sao ạ? Để cho nó tỏa nhiệt đều khi mình nấu cái cơm. Đấy, để cơm chín đều, ngon, mềm, dẻo các bác nhá. Đây, cái đĩa điện rất là to luôn, đĩa điện. Và tiếp đến đó là cái nắp vung. Nắp vung nồi các bác nhìn giúp em ạ. Cái nắp vung nồi này nó có một cái gioăng nhựa rất là dày dặn như này, để nó giữ kín hơi cho mình nhá, giữ kín hơi để cơm là khi sôi hoặc khi chín là nó sẽ chín bằng hơi nữa, cơm sẽ rất là mềm. Và cái vung này thì chúng ta có thể lấy được ra như thế này để vệ sinh nhá, vệ sinh từ gioăng nồi, vệ sinh cái nắp nồi như này, rất là sạch sẽ từ trong ra ngoài nhá các bác nhá. Đấy, sau này chúng ta này ấn vào như thế này, đấy, rất là tiện mở ra. Trên đây sẽ có một cái nút thoát khí khi sôi cơm nhá. Và ở đây, đây, mặt trước của cái nồi cơm thì em giới thiệu đây là cái nút sử dụng bằng cơ nhé. Này, nồi cơm này sử dụng bằng cơ, ấn tay rất là dễ dàng sử dụng này. Khi các bác nấu này các bác ấn xuống cho em, khi nào sôi thì nó sẽ nảy lên, khi nấu thì nó sẽ là đèn đỏ, và khi chín nó sẽ nảy sang cái đèn xanh ở bên đây nhé. Nó về cái chế độ ủ nóng cơm để cơm luôn mềm dẻo thơm ngon nhé cho các bác nhé. Đấy. Và với cái nồi cơm điện Cuckoo của Hàn Quốc này thì em đang có 3 dung tích nhá, sẵn tại nhà luôn. Đây là cái nồi cơm 1 lít thì phù hợp 2 đến 3 người. Thì em xin báo giá cho các bác, xin báo giá cho các bác là 320.000 nhá. Đấy. Và cái tiếp theo là cái nồi 1 lít 2 như thế này thì phù hợp từ 3 đến 4 người ăn nhá các bác nhá. 3 đến 4 người ăn. Và đây. Đấy, màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy, cũng dùng nút cơ, đèn như nhau nhé, tất cả các sản phẩm đều nhé. Và tiếp theo đó là cái nồi cơm
với dung tích là 1 lít 8 như thế này nha các bác nhé. 1 lít 8 thì chúng ta sẽ phù hợp cho 5 hay 6 người. Đấy, nhà đông người hoặc là khi có công có việc thì chúng ta cắm thì sẽ rất là tiện luôn. Cơm chín đều ngon. Và cái sản phẩm này thì nhà em cũng đang sử dụng nhá, sử dụng hơn 1 năm nay rồi. Nó vẫn cho cái chất lượng cơm nấu lên rất là ngon, mềm dẻo, không bị dính đáy nồi nhá. Đấy. Các bác lên đơn cho em là nồi cơm điện Cucu 1 lít, dung tích 1 lít 2 và 1 lít 8 nhá. Em xin báo giá cho các bác với cái mã nồi 1 lít cho 2 đến 3 người ăn này là 320k bác nhá. Chỉ 320k thôi. Ta đã có con nồi xịn sò như này cho 2 3 người ăn rồi. Đây. Còn với dung tích này là dung tích 1 lít 2 ạ. 1 lít 2 thì chúng ta phù hợp sử dụng 3 đến 4 người ăn nhá. Thì em xin báo giá cho các bác là 370.000. Lại 370.000 ạ. Và em còn một sản phẩm với dung tích là 1 lít 8 nhá. Với sản phẩm này thì phù hợp 5 hay 6 người ăn, dùng cho nhà đông người hoặc là có công có việc thì chúng ta sử dụng nhá. Sẽ ghi lại giá cho các bác nhá. Đây. 1 lít này thì sẽ bằng là 320k này. 1,2 lít này thì sẽ bằng là 370k này. Đây, cho 3 đến 4 người ăn nhá. Còn với 1,8 lít này, 1,8 lít thì sẽ bằng là 430k. Nó sẽ phù hợp cho 5 đến 6 người ăn nhá. Sản phẩm tiếp theo em muốn gửi tới các bác đó là cái sản phẩm là nồi hầm nhá. Nồi hầm và nồi kho cá của Đạt Tường nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao các bác nhá. Ở trên đây có tem QR để các bác có thể tra cứu thông tin điện tử của sản phẩm này. Và bây giờ em đi vào chi tiết sản phẩm cho các bác nhá. Thì như các bác nhìn thấy ở bên trong lõi của sản phẩm đó là một cái nồi sứ nguyên khối luôn. Thì như các bác thấy ngày xưa các cụ ta kho cá thường thường sẽ kho vào những cái niêu đất hoặc là những cái nồi gang dày. Thì cái sản phẩm chất lượng kho thì cá sẽ được mềm nhừ thơm ngon, hoặc là món hầm cũng vậy nha các bác nhá. Thì rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc là cho cái sản phẩm mình muốn làm ở đây, ví dụ như là hầm gà, kho cá, các bác cho vào đây nêm nếm gia vị và các bác đặt lên đây cho em, cho nước vào và các bác đậy cái vung này lên cho em. Đấy, vung cũng vô cùng là đẹp và sang trọng, được làm bằng kính cường lực, có lỗ thoát hơi khí nha các bác nhé. Đấy, các bác đậy lên cho em và các bác kết nối với nguồn điện 220V cho em nhé. Thế là chúng ta đã có một cái nồi cá kho vô cùng là ngon rồi. Còn cách sử dụng thì nó vô cùng là đơn giản luôn. Ở đây nó sẽ có 4 nút này. Về kịch sẽ là nút tắt và tiếp theo là nút chậm này. Thì nó sẽ hầm chậm, hầm lâu cho ta. Tiếp theo nếu mà muốn sử dụng nhanh, sử dụng luôn trong 1 đến 2 tiếng thì ta chúng quay vào nút nhanh nhá. Còn khi mà chúng ta nấu qua đêm ấy, để sáng ra chúng ta có những món cháo hay món kho, món hầm thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút tự động này. Đấy, ấn vào nút tự động cuối cùng này thì qua một đêm thì khi mà cạn nước thì nó sẽ tự ngắt và đưa vào cái chế độ ủ ấm cho mình nhá. Thì là sáng hôm sau mình đã có một món ngon cho gia đình sử dụng rồi. Sản phẩm hàng kho cá nhá, hàng kho cá hầm Đạt Tường này thì em xin gửi bác với một cái mức giá vô cùng ưu đãi là 290k, bên em bao ship nhé. Các bác lên đơn cho em hàng nồi kho cá hầm của Đạt Tường 290k. Theo em xin gửi tới các bác đó là cái sản phẩm bếp nướng điện Sun House nhé. Thì cái mã sản phẩm này thì nó rất là nổi tiếng của Việt Nam mình rồi. Hàng Việt Nam chất lượng cao, bảo hành 12 tháng cho các bác nhé. Thì cái sản phẩm này, cái bề mặt của nó được làm bằng cái hợp kim nhôm, dẫn điện rất là tốt. Trên bề mặt thì phủ cái lớp chống dính đá hoa cương, siêu bền đẹp nhá, kháng khuẩn cho các bác này. Chạy cái nguồn điện là 150V. Đấy, 150V. Khi các bác sử dụng này. Này các bác sử dụng thì các bác cắm vào đây cho em nhá. Đấy, cắm vào đây cho em. Thì nó có 5 nút để điều chỉnh này. Nguồn điện từ to đến nhỏ nhá. Điều chỉnh ở đây, các bác điều chỉnh nhiệt độ từ đây, từ nấc 1 đến nấc 5. Về kịch cuối cùng sẽ là nút 0 là chúng ta sẽ tắt. Thì khi sản phẩm đủ nhiệt nhá thì nó sẽ là cảm ứng tự ngắt điện, nó có dơ le tự ngắt điện khi nhiệt độ của mình nó nóng vừa đủ đây. Hai tay cầm của nó thì được làm bằng tay cầm cách nhiệt nhá, hoàn toàn không nóng khi mà chúng ta cầm. Ở đây nha các bác nhìn kỹ hơn, nó có một cái miệng đây, cái miệng rót dầu khi mà chúng ta gắp hết thức ăn ra và cái mặt này nó có dầu hay là nó bị cháy. Có những cái sản phẩm cháy thì chúng ta có thể là ấy đây và hứng ở đây để vệ sinh sản phẩm nhá. Thì với cái sản phẩm này đây, rất là dễ sử dụng luôn. Thì em xin báo giá cho các bác với cái sản phẩm này là 350k. Thì cái thời tiết này rất là thích hợp để chúng ta có thể ăn những cái món nướng. Đấy, để quây quần bên gia đình mình nhá. Mà giá thành thì lại quá rẻ, chỉ có 350k thôi. Để cho các bác sử dụng nó và em bao ship luôn nha các bác nhá. Tiếp theo gửi tới các bác đó là cái mã khăn tắm lông cừu Hàn Quốc nhá. Kích thước của nó vô cùng là to luôn.
70 × 140 nhá. Đấy, 70 này. À, cái video đấy, 70 này nhân 140. Khi tắm xong thì hoàn toàn có thể quấn quanh người được nhá. Thì cái này là bằng chất bông siêu mềm mịn, thì nó thấm nước cực là nhanh. Loại 1 nhá, nó không gây tổn hại đến da, không giống như cái sản phẩm được tẩm trôi nổi ở trên thị trường đâu ạ. Thì sản phẩm này dùng để lau người sau khi tắm này, lau tóc này. Đấy, thấm nước rất là nhanh luôn. Và cái sản phẩm này em xin được gửi tới các bác với mức giá 5.000 nha các bác nhá. Em về số lượng lớn nên là bao giá cả bao thị trường luôn. Và tiếp theo em xin gửi tới các bác đó là cái mã khăn mặt Hàn Quốc này nhá. Đấy, về nguyên set đó là 10 khăn trên một túi như thế này. Thì chúng ta mua cái sản phẩm này về. Đây, em sẽ móc cận cảnh cho các bác xem. Vô cùng là đẹp, lông của nó mềm này. Đấy, lông của nó rất là mềm, thấm nước. Hàng như em chỉ hàng chạy hàng loại 1 dày dặn nhá, không chạy hàng mỏng nhá. Thì các bác mua nguyên một set như thế này về để cho mỗi thành viên một màu, thì khi chúng ta sử dụng thì không bị nhầm lẫn lẫn lộn mai. Và khi mà chúng ta sử dụng một thời gian sau thì chúng ta vẫn có thể hoàn toàn để làm khăn lau. Đấy, khăn lau, khăn rất là ok luôn. Và em xin báo giá cái set này cho các bác đó là 60.000 các bác nhá. 60.000 cho 10 sản phẩm này. Giá quá là ưu đãi cho các bác rồi. Các bác lên đơn cho em nhá, khăn rửa mặt Hàn Quốc. Mã tiếp theo đó là cái mã đèn thờ chạy bằng pin nhá. Đây, em cầm xa để cho các bác nhìn này. Rất là đẹp và sang trọng luôn, làm bằng nhựa cao cấp, được mạ vàng nhá. Thì để trên cái không gian thờ của mình như thế này thì nó vô cùng là đẹp, vô cùng nổi bật rồi. Đấy, nó làm tạo cho cái không khí trang nghiêm ở cái không gian thờ của mình. Thì nhìn kỹ trên sản phẩm thì ngọn nến là màu đỏ nhá. Được nổi bật là cái hình con rồng, hai con rồng trầu. Đấy, bên trên này là con phúc này. Đây, con phúc, phúc có nghĩa là con rơi đấy ạ. Và được đỡ bởi một cái đài sen như này nhá. Đỡ một đài sen, ở dưới chân của nó là hình rồng hình phượng nhá. Đây, hình rồng hình phượng trầu rất là đẹp luôn. Đế của nó cũng là đài sen. Đấy, hình các bác nhìn này, quá chi là ưng mắt luôn. Hai cái sản phẩm này để hai bên ban thờ nhà mình thì quá là đẹp rồi. Và nó an toàn nhá, chống cháy nổ cho các bác. Còn tiếp theo là cái mã đèn thờ chạy bằng điện nha các bác nhá. Đây, vô cùng là tinh tế và đẹp luôn. Được làm bằng thủy tinh sáng bóng như thế này, vô cùng là dày dặn nhá. Tất cả đều làm được bằng thủy tinh, họa tiết rất là tinh tế luôn. Bóng đèn của nó thì là bóng đèn LED, rất là tiết kiệm, chỉ 250k thôi. Và bên em bao ship nhá. Bên em có hai màu để cho các bác lựa chọn này, màu đỏ và màu vàng nha các bác nhá. Màu nào thì cũng vô cùng là đẹp luôn, tùy các bác chọn. Mã tiếp theo gửi cho các bác đó là cái mã chổi quét bằng nhện này nhá. Là hàng Việt Nam chất lượng cao luôn. Đấy, nhân dịp Tết đến xuân về thì các bác nên sắm cho mình một cái chổi quét bằng nhện nhá. Như này, để chúng ta dọn dẹp nhà cửa để tiếp khách cứa đến chơi nhà nhá. Đấy, trong những dịp vui xuân. Thì cái sản phẩm này em xin đi vào chi tiết. Sản phẩm này nó được làm, thân của nó được làm bằng inox nhá. Đấy, kéo dài như này, chúng ta có thể kéo dài 3 mét luôn, tha hồ. Và chúng ta quét ở tất cả các vị trí ngóc ngách trong nhà nhá, từ cao đến thấp. Thì khi mà chúng ta không sử dụng nữa thì chúng ta có thể kéo vào như này, thì nó sẽ rất là gọn tiện thôi, không chiếm nhiều diện tích của các bác. Và trên đầu nó là có một cái chổi nhựa như này, để chúng ta quét những cái màng nhện, những cái bụi bẩn ở trên cao. Đấy, lắp vào như này, vô cùng là chắc chắn cho các bác sử dụng luôn. Và khi chúng ta không sử dụng để quét màng nhện nữa thì chúng ta tháo ra. Và nó còn một cái công năng nữa rất là tuyệt vời luôn, nó là nó thành một cái cây gậy phơi quần áo như này. Đấy, chúng ta lắp vào, đa năng 2 trong 1 luôn. Đấy, vô cùng là tuyệt vời. Và cái sản phẩm này em xin gửi tới bác mới cái mức giá đó là 90.000 nhá. Tiếp theo em gửi tới các bác đó là cái mã thảm chùi chân này nhá. Thì cái mã này được mặt của nó là bằng mặt nỉ này, siêu thấm nước cho các bác luôn. Mặt sau của nó thì là có vân xốp để chống trơn trượt nhá. Để khi chúng ta đặt lên nền đá hoa hay là đá hoa nhà tắm thì nó không bị trơn trượt gây ngã cho mình. Còn ở cái mặt của nó thì là được thêu những họa tiết, được in những cái hình họa tiết 3D rất là sắc nét như thế này. Sắc nét nổi bật đều mang hương sắc xuân nhá. Có chữ Happy New Year 2024, chào xuân 2024 đấy ạ. Thì là với cái sản phẩm này em xin gửi tới các bác đó là 35.000 trên một sản phẩm nhá. Còn nếu các bác mua 3 sản phẩm trở lên thì bên em báo giá là 100k trên 3 sản phẩm ạ. Tiếp theo muốn gửi tới các bác đó là cái sản phẩm khuôn ép giò này nhá. Thì cái sản phẩm này chúng ta mua về để tự tay làm đổi món cho gia đình mình. Thì với cái thời tiết se lạnh như thế này, ngồi bên mâm cơm ăn miếng giò cộng với lại bát dưa muối, hành muối thì vô cùng là tuyệt vời rồi. Sản phẩm này thì vô cùng là chắc chắn nhá. Được làm bằng inox này, sáng bóng như này luôn. Các bác nhìn này, inox sáng bóng dày dặn. Thì ở dưới đây một cái khuôn kèm theo đó là một cái
thép. Đấy, kèm theo một cái lõi nén ở bên trên này nhá. Thì khi các bác cho cái sản phẩm giò vào đây, các bác đặt cái lõi ép này, lõi nén này vào cho em. Và các bác xoay này, xoáy này, xoáy đến khi nào mà nén chặt cái sản phẩm đấy xuống. Cái lõi nén này sẽ có công dụng làm cho giò này ép chặt xuống dưới này. Đấy, để khi mình thái cái khoanh giò ra thì miếng giò nó rất là mịn nhá. Thì với cái sản phẩm này chúng ta có thể làm được 3 cân nhá. Đấy, 3 cân, 3 cân thành phẩm. Và cái sản phẩm này em xin gửi tới các bác với một cái mức giá đó là 130k nha các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo muốn gửi tới các bác đó là cái sản phẩm keo vá tường nhá. Với cái sản phẩm này thì những cái tường mà bong chóc lâu năm, nó bị bong chóc ra nhìn rất là bẩn nhá, hoặc là tường nhà mình bị nứt, thì mình mua cái sản phẩm này về cho em. Này, em xin gửi video các bác xem trực tiếp luôn này. Vô cùng là tiện luôn. Đấy, bong chóc này, chúng ta chít vào chat này. Nó đều rất là đẹp luôn. Đấy, như mới luôn các bác ạ. Kể cả nứt nhá. Đấy, che tất cả các hiện tượng bong chóc luôn. Như mới luôn. Đấy, các bác có thể nhìn đây này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy. Đấy, các bác nhìn thấy vô cùng là tuyệt vời luôn. Cuối năm rồi, mình cũng sửa sang nhà cửa. Đấy, nứt chúng ta có thể chít được đúng không? Vô cùng là tuyệt vời luôn các bác. Thì cái này chúng ta có thể mua về, tự mình có thể sửa sang được nhá. Vô cùng là đẹp, vô cùng là tiện luôn. Thì với cái sản phẩm keo dán tường này, em sẽ gửi tới các bác với mức giá là 50k nhá. Đấy, khi bán thì em sẽ gửi kèm cho bác một cái đây, để chít này, và một cái đầu cắm vào để phịt nhé. Đấy, cái sản phẩm này keo chít tường các bác lên đơn cho em, keo chít tường 50k nhé.